Từ ngày 10 tháng 1 năm 2019 đến nay, Human Rights Watch, viết tắt là HRW, và 17 tổ chức phối hợp với họ đã liên tục vận động Liên minh châu Âu hoãn bỏ phiếu về Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam, hay còn gọi là EFTA, nhằm gây sức ép buộc Việt Nam cải thiện tình trạng nhân quyền mà họ cho là đang đi xuống. Chiến dịch vận động này bao gồm bức thư ngỏ mà HRW gửi Nghị viện và Hội đồng châu Âu hôm ngày 10 tháng 1. Bản phúc trình toàn cầu 2019 mà HRW công bố hôm ngày 17 tháng 1 và bức thư ngỏ mà HRW cùng 17 đoàn thể khác gửi đến Hội đồng châu Âu hôm ngày 18 tháng 1. Số đoàn thể đồng ký tên này bao gồm nhiều tổ chức chống đối thuộc diện lông côn như Defense the Defenders, Hội bầu bí tương thân, Hội cựu tù nhân lương tâm, Nhật ký yêu nước, Hội nhà báo độc lập, v.v. và các tôn giáo thuộc Hội đồng Liên tôn. Trong bức thư ngỏ hôm 17 tháng 1, họ nêu 4 điều khoản mà họ muốn Hội đồng châu Âu tác động đến nhà nước Việt Nam. 1. Là ép Việt Nam thả hơn 100 nhà hoạt động nhân quyền đang thi hành án tù thông qua các cơ chế đối thoại quốc tế. 2. Là ép Việt Nam sửa bộ luật hình sự, tố tụng hình sự, luật an ninh mạng, luật tôn giáo và luật lao động để cho phép các công đoàn độc lập hoạt động. 3. Là ép Việt Nam ký nghị định thư tùy chọn về công ước chống tra tấn. 4. Là bắt Việt Nam bỏ án tử hình. Nhìn chung, các gương mặt chống đối cực đoan như Lê Công Định ủng hộ chiến dịch này của HRW. Trong khi đó, ngay sau bức thư ngỏ hôm ngày 10 tháng 1 của HRW, ông Nguyễn Văn A đã viết một bài trên Facebook và trả lời một cuộc phỏng vấn với BBC về triển vọng của EFTA, lần lượt vào ngày 11 và 12 tháng 1. Trong các bài này, ông A nói rằng giới chống đối nên ủng hộ việc thông qua EFTA trước, sau đó mới dùng EFTA để cải thiện nhân quyền ở Việt Nam. Bởi một hiệp định thương mại như EFTA sẽ trao cho EU quyền chế tài Việt Nam về các vi phạm nhân quyền và kề gợi này có sức thuyết phục hơn các cuộc đối thoại. Ông A cũng đoán rằng EFTA sẽ được thông qua vì các doanh nghiệp châu Âu đang vận động mạnh cho hiệp định này và nước dẫn đầu EU là Đức chưa có dấu hiệu cản trở hiệp định. Tuy nhiên, nhiều khả năng EFTA sẽ không được thông qua trong năm nay vì EU không thể làm xong thủ tục để thông qua hiệp định này trước khi bầu nghị viện mới vào tháng 5. Và một nghị viện mới được bầu sẽ phải bận rộn thêm một thời gian nữa. Theo dự đoán của Ủy ban châu Âu, thì hiệp định EFTA có thể khiến xuất khẩu của Việt Nam tăng 35%, tăng trưởng GDP tăng 15% và lương bổng cho người lao động tăng 13%, biến Việt Nam thành nước ASEAN hưởng lợi nhiều nhất từ thương mại tự do với EU. Khi các nhóm chống đối kêu gọi EU hoãn thông qua hiệp định này, họ đang trì hoãn một lợi ích kinh tế lớn mà đa số người Việt Nam sẽ được hưởng. Khi một số thủ lĩnh của giới chống đối như Trần Huỳnh Duy Thức và Phạm Chí Dũng đang hy vọng rằng kinh tế Việt Nam sẽ sụp đổ để khiến cuộc cách mạng của họ thắng lợi, chúng ta nên tự hỏi, họ có chung lợi ích với đa số người Việt hay không?